Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự 22 giờ của Truyền hình Nhân dân. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2022, sáng ngày 28 tháng 1, tức ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tưởng niệm các đồng chí Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Cố Tổng Bí thư Trường Chinh, Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại nhà riêng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp hương thành kính tưởng nhớ những công lao đóng góp to lớn của các đồng chí Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Trường Chinh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự trân trọng và tri ân công lao to lớn của các đồng chí Cố Tổng Bí thư đã có nhiều cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống công tác của thân nhân gia đình các đồng chí Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Trường Chinh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc gia đình, người thân của các đồng chí Cố Tổng Bí thư một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, đạt nhiều thành tích trong học tập, công tác, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương đất nước. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 28 tháng 1, tức ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức gặp mặt mừng Đảng, mừng xuân, chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng. Tham dự cuộc gặp mặt có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, Văn phòng Trung ương Đảng. Cuộc gặp mặt được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công chức Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Văn phòng Trung ương Đảng nâng cao hơn nữa chất lượng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan. Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng phải là đảng bộ mẫu mực và đóng vai trò nòng cốt. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của Văn phòng Trung ương Đảng. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng, bước sang năm mới với khí thế mới, quyết tâm mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu cao của công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về quản lý hoạt động đi lại của người dân trong dịp Tết theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nơi nào tự ý đặt các quy định yêu cầu riêng trái với quy định hướng dẫn chung thì các bộ ngành phải kiểm tra xử lý, phối hợp tham gia đón người dân từ các nơi trở về an toàn, không ngăn sông cấm chợ và trở lại làm việc sau Tết. Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2022 vừa diễn ra sáng nay tại trụ sở Chính phủ. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, tiếp nối kết quả của quý 4 năm 2021 trong tháng 1 2022, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phục hồi, các hoạt động sản xuất kinh doanh được nối lại, đặc biệt là khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng lao động. Thủ tướng nhấn mạnh, trong điều kiện bối cảnh hiện tại, khi vui xuân đón Tết Nhâm Dần 2022, chúng ta vẫn phải ứng trực để thực hiện các nhiệm vụ và sau Tết, chúng ta bắt tay ngay vào công việc, không để tháng riêng là tháng ăn chơi. Báo cáo tình hình tháng 1 2022 cho thấy công tác phòng chống dịch COVID-19 có nhiều chuyển biến tích cực, số ca nhiễm và số ca tử vong có xu hướng giảm. Trong bối cảnh nước ta đang hoàn tất tiêm chủng vaccine mũi 2 của liều cơ bản và đẩy mạnh tiêm mũi 3 cũng như mũi nhắc lại cho người dân từ 12 tuổi trở lên. Nhờ đó, các hoạt động kinh tế xã hội dần được phục hồi, các trung tâm thành phố lớn đã và đang tổ chức lại các hoạt động như du lịch nội địa, du lịch quốc tế cho trẻ em, học sinh đến trường trở lại. Đáng chú ý, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn về lương thực, năng lượng được giữ vững, đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, ngân sách nhà nước đáp ứng các nhiệm vụ chi, nhất là chi phòng chống dịch bệnh,
hỗ trợ đối tượng chính sách. Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đà phục hồi tích cực. Số doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại thị trường cao nhất từ trước đến nay. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 đạt 29 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước, đã giải quyết hiệu quả việc xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ phía Bắc. Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong các tháng cuối năm. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 717 ngày 28 tháng 1 năm 2022, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về tình hình thực hiện chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đến Việt Nam và việc áp dụng biện pháp kiểm soát y tế đối với người nhập cảnh qua đường hàng không. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý chủ trương việc tăng tần suất chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách đến các địa bàn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và mở rộng địa bàn áp dụng giai đoạn thí điểm tới châu Âu và Úc để đáp ứng nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên đán. Đồng ý việc tiếp tục áp dụng các biện pháp xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 10688 của Bộ Y tế và thông lệ quốc tế, không phải thực hiện xét nghiệm nhanh trước khi lên và sau khi xuống tàu bay. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam tại các nước thúc đẩy các đối tác sớm trả lời đề nghị nối lại chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ và để người Việt Nam không bị yêu cầu cách ly khi đến các quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời có hướng dẫn về thủ tục nhập cảnh đối với người Việt Nam bị các nước từ chối nhập cảnh. Bộ Y tế chủ trì rà soát, có hướng dẫn cụ thể về các biện pháp phòng chống biến chủng Omicron đối với người nhập cảnh, đường không, đường bộ, đường thủy vào Việt Nam. Bộ Công an chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ động hướng dẫn về thủ tục nhập cảnh, khai báo y tế đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, bảo đảm liên thông với dữ liệu của PC COVID, tạo thuận lợi cho việc khai báo của hành khách cũng như công tác theo dõi y tế, giám sát, truy vết người nhập cảnh. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp thống nhất triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn cập nhật của Bộ Y tế, thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát y tế đối với người nhập cảnh Việt Nam trên các chuyến bay thương mại quốc tế chở khách thường lệ về địa phương của mình theo quy định, không yêu cầu người nhập cảnh khai báo ở nhiều phần mềm, website khác nhau, không trong quy trình giám sát, truy vết chung, bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Chiều nay tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, người phát ngôn của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, cung cấp thông tin tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2022. Về tình hình phát triển kinh tế xã hội, các thành viên Chính phủ nhận định các cấp, các ngành đã tích cực triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm ngay từ đầu năm, quyết tâm cao nhất đạt được các mục tiêu đã đề ra trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025. Tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2022 đã có chuyển biến tích cực và tiếp tục khởi sắc, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp, các đối tác và bạn bè quốc tế. Chuỗi cung ứng, chuỗi lao động, chuỗi sản xuất tiếp tục phục hồi trong trạng thái bình thường mới. Trong thời gian tới, các thành viên Chính phủ nhấn mạnh cần bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp trước, trong và sau Tết, sớm triển khai kế hoạch mở cửa đường bay quốc tế và du lịch, cũng như đẩy mạnh vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Hiện Việt Nam đã tiếp nhận gần 212 triệu liều, tiêm được trên 180,4 triệu liều. Người từ 18 tuổi trở lên có tỷ lệ tiêm mũi 1, 2, 3 tương ứng là 100%, 95,7%, 23,4%. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1, 2 đạt tỷ lệ 95,2% và 87,6%. Về triển khai nghị quyết gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng phục hồi kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xin ý kiến Chính phủ vào ngày 28 tháng 1 và dự kiến sẽ ban hành trước Tết Nguyên đán. Chuyển sang các thông tin về dịch bệnh COVID-19. Hôm nay tiếp tục là một ngày thủ đô đứng đầu cả nước về tổng số ca mắc mới và số ca bệnh tử vong do COVID-19. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau đây. Thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 2.885 ca dương tính mới. Những ca bệnh này phân bố tại 407 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Các quận huyện có nhiều ca bệnh trong 24 giờ qua, đó là Đống Đa 159 ca, Hoàng Mai 148 ca, Đông Anh 142 ca, Nam Từ Liêm 133 ca và Gia Lâm 128 ca. Ngày hôm nay ghi nhận 23 ca tử vong. Như vậy, tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 126.211 trường hợp dương tính.
Thống kê trên cổng tiêm chủng vaccine COVID-19 cho thấy, đến chiều ngày hôm nay ngày 28 tháng 1, Việt Nam đã tiêm chủng vượt mốc 180 triệu liều vaccine. Riêng ngày 27 tháng 1 đã tiêm gần 800.000 liều. Đến sáng ngày 18 tháng 1, Việt Nam đã tiêm chủng được hơn 170 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Như vậy, trong 10 ngày qua, cả nước đã tiêm được khoảng 10 triệu liều vaccine. Hiện 49 trên 63 tỉnh, thành phố đã có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%, 14 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 80 đến 90%. Về số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là trên 16 triệu liều, trong đó mũi 1 gần 8,5 triệu liều, mũi 2 gần 8 triệu liều. Về việc thực hiện chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đến Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đồng ý chủ trương tăng tần suất chuyến bay thương mại thường lệ chở khách đến các địa bàn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và mở rộng địa bàn áp dụng giải pháp thí điểm tới châu Âu và Australia để đáp ứng nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên đán. Đáng chú ý, hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam chỉ cần có giấy xét nghiệm PCR, không phải xét nghiệm nhanh trước khi lên và sau khi xuống máy bay. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài thúc đẩy các đối tác sớm trả lời đề nghị nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ và để người Việt Nam không bị yêu cầu cách ly khi đến các quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời có hướng dẫn về thủ tục nhập cảnh đối với người Việt Nam bị các nước từ chối nhập cảnh. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Người dân phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ như chở quá số người quy định, tăng giá vé quá quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách, chạy sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định, ùn tắc giao thông và các vi phạm khác như uống rượu bia khi lái xe, sử dụng điện thoại, sử dụng ma túy, không đổi mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ, vận chuyển hàng cấm, nguy cơ cháy, nổ, tai nạn giao thông. Liên hệ số điện thoại 0995 67 67 67 hoặc số cố định 069 234-2608. Hoặc người dân có thể phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông đến số điện thoại 081-911-5911 của Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Chiều ngày 28 tháng 1, tức ngày 26 tháng Chạp là buổi làm việc cuối cùng của người lao động trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần kéo dài 9 ngày. Từ đầu giờ chiều nay thì nhiều tuyến phố của Hà Nội đã bắt đầu trở nên đông đúc. Ghi nhận tại ngã tư Giải Phóng Pháp Vân, cửa ngõ phía nam của thành phố Hà Nội, lượng phương tiện lưu thông tăng hơn nhiều so với những ngày trước. Nhiều người chở theo đồ đạc về quê. Còn tại trạm thu phí Pháp Vân Cầu Rẽ, tuy không xảy ra ùn tắc, nhưng lượng phương tiện cũng đang có dấu hiệu tăng lên theo từng giờ. Thế là ra bến ra ga tàu lại bị chậm, thế là bị lỡ tàu. Thế bây giờ lại phải ra bến để đi xe ô tô về quê. Trái ngược với tình trạng đông đúc trên các tuyến đường, năm nay, các nhà xe lại vắng khách hơn rất nhiều so với mọi năm. Nguyên nhân là do nhiều người ngại dịch bệnh nên cũng lựa chọn phương tiện cá nhân, xe dịch vụ bên ngoài để về quê. Năm nay thì do dịch Covid là khách khứa không có anh ạ, nên thì xe không, mà bây giờ là xe đến nay là 26 mà trên xe được 5 người. Để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân về quê đón Tết, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội chủ động bố trí phương án, cán bộ ứng trực 100% quân số dọc tuyến đường hướng dẫn phương tiện, nhân dân về quê an toàn, thuận tiện. Tuy năm nay do tình hình dịch bệnh Covid, lưu lượng người có giảm đi một chút, tuy nhiên vào những ngày giáp Tết như thế này thì lưu lượng người và phương tiện dồn về các cửa ngõ thủ đô với mật độ rất là lớn. Thì lực lượng của chúng tôi đã được phân công cắm chốt 24 trên 24, tăng cường tuần tra kiểm soát và trực chốt tại các chốt trọng yếu của cửa ngõ thủ đô, giúp người dân làm sao đi lại một cách thuận tiện nhất. Trong hôm nay, các tổ tuần tra cảnh sát giao thông sẽ túc trực tới 0 giờ để sẵn sàng xử lý các tình huống. Ngày 28 tháng 1, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Ninh Bình đã đến dâng hương, dâng hoa, kính viếng đồng chí cố Chủ tịch nước Đại tướng Trần Đại Quang. Đồng chí cố Chủ tịch nước Đại tướng Trần Đại Quang sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956, mất ngày 21 tháng 9 năm 2018.
Phần mộ đặt tại quê nhà xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trong suốt quá trình hoạt động công tác, đồng chí Cố Chủ tịch nước Đại tướng Trần Đại Quang đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Cùng ngày, để tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, Vua Lê Đại Hành, khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, đền thờ liệt sĩ và đài tưởng niệm liệt sĩ của tỉnh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, hôm nay, Sở Công Thương tỉnh Long An và các mạnh thường quân trao tặng 138 phần quà cho các hộ nghèo tại thị trấn Thủ Thừa, xã Nhị Thành, xã Bình Thạnh, xã Tân Thành và các hộ cận nghèo của xã Nhị Thành, Thủ Thừa, tỉnh Long An. Mỗi phần quà được Sở Công Thương tỉnh Long An trao tặng cho người nghèo, học sinh nghèo hiếu học và trẻ em mồ côi, gồm các nhu yếu phẩm như đường, hạt nêm, bột ngọt, dầu ăn, nước mắm và nước tương, trị giá 200.000 đồng, và 100.000 đồng phong bì lì xì và tặng quà cho 4 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ do dịch bệnh COVID-19. Mỗi trường hợp phần quà Tết như gói gồm bánh, mứt, trị giá 500.000 đồng và 2 triệu đồng tiền mặt. Tặng 10 phần học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Mỗi phần học bổng trị giá 1 triệu đồng. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Đồng thời, cơ quan công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội nhận hối lộ, theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự và lệnh khám xét đối với 4 bị can. Nguyễn Thị Hương Lan, sinh năm 1974, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Đỗ Hoàng Tùng, sinh năm 1980, Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Lê Tuấn Anh, sinh năm 1982, Chánh văn phòng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Lưu Tuấn Dũng, sinh năm 1987, Phó Phòng Bảo hộ Công dân Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 4 bị can theo lý lịch và tội danh đã viện dẫn nêu trên. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm trước pháp luật. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14 năm 2022, ngày 27 tháng 1 năm 2022, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15 năm 2020, ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Đáng chú ý, theo Nghị định số 14 năm 2022, các hành vi sau: sử dụng không đúng mục đích thông tin cá nhân đã thỏa thuận khi thu thập hoặc khi chưa có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân, cung cấp hoặc chia sẻ hoặc phát tán thông tin cá nhân đã thu thập, tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ thông tin cá nhân, thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác bị phạt tiền từ 40 đến 60 triệu đồng, thay vì từ 20 đến 30 triệu đồng, theo Nghị định 15 năm 2020. Thưa quý vị, tại huyện miền núi Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, cứ vào thời điểm cuối năm, lượng lao động tự do nhập cảnh trái phép về địa phương lại tăng cao. Để bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch, lực lượng chức năng đã chủ động nắm bắt tình hình, sát sao trong công tác quản lý hộ khẩu trên địa bàn để bảo đảm an toàn xã hội cho người dân vui xuân đón Tết. Là một trong những lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và bị bắt giữ trục xuất về Việt Nam hồi tháng 8 năm 2021, chị Đinh Thị Thu Hà, xóm Chón, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã được lực lượng chức năng công an huyện Thanh Sơn tuyên truyền, đồng thời xử lý theo quy định. Qua đó, chị đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình. Em cam kết là không tiếp tục vi phạm nữa và cũng đồng thời là cũng nhắc nhở đến tất cả mọi người trong gia đình và những người khác là không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc nữa. Nhân dịp cuối năm, giáp Tết, số công dân đang lao động trái phép tại nước ngoài sẽ ồ ạt trở về địa phương. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ nhằm ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để người dân hiểu được phương thức thủ đoạn lôi kéo của công dân xuất cảnh trái phép của các đối tượng môi giới. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp, việc quản lý ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép đóng vai trò vô cùng quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch trên địa bàn.
các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, đánh giá cán bộ là khâu mở đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cũng là khâu rất khó trong công tác cán bộ. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã chỉ rõ, đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ, nhưng chưa có tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục. Để góp phần gỡ nút thắt lớn này, một yêu cầu đang được đặt ra trong thực tiễn là việc khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đánh giá cán bộ. Từ nhiều vụ việc cán bộ vi phạm thời gian qua có thể thấy, mặc dù đã tiến hành đủ các bước, các khâu đánh giá cán bộ, nhưng nhiều đối tượng suy thoái, vi phạm pháp luật vẫn dễ dàng vượt qua, thậm chí tiếp tục được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Điều này minh chứng việc đánh giá cán bộ có nơi không hiệu quả. Nguyên nhân là do tiêu chí đánh giá chưa cụ thể, chưa khoa học, khiến đánh giá dễ rơi vào cảm tính, thiên vị, định kiến, chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa địa phương, sự thực dụng, nể nang, dĩ hòa vi quý. Đánh giá con người đôi lúc thì nó không tránh khỏi cái sự cảm quan, cảm tính, yêu nói tốt, ghét nói xấu. Đôi lúc là chúng ta cái thước đo quan trọng nhất là cái hiệu quả thì ta không thấy đâu. Thế hóa ra ta chỉ thấy đo là đo cái sự bằng lòng. Đấy, cái đấy là không đúng. Thế thì ở đây ấy, là tôi muốn nói là chúng ta phải đưa ra những cái thước đo nó mang cái tính chất cụ thể. Tôi nói ví dụ là cái sản phẩm thì nó phải cân đo đong đếm cụ thể. Đấy, chứ còn không thể là mang cái tính định tính được. Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 xác định chủ trương thí điểm đánh giá cán bộ theo sản phẩm cụ thể. Muốn thực hiện có hiệu quả chủ trương này, bên cạnh xác định các tiêu chí đánh giá rõ ràng, khoa học, còn cần quy định rõ vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong đánh giá cán bộ. Công tác cán bộ là một quy trình. Thế thì đánh giá cán bộ là một khâu. Nhưng tôi cho rằng đây là một khâu khó. Lấy ý kiến của ai để đánh giá? Lấy cái người biết việc biết người đánh giá? Hay xin lỗi là lấy ý kiến của cái người chả biết gì? Thế thì làm sao người ta đo được, người ta biết được gì về chuyên môn của anh đâu, người ta biết anh kia làm cái gì đâu mà đánh giá. Thế nhưng vẫn mượn cái danh nghĩa là gì, tôi đã tham khảo rất rộng, lấy ý kiến của số đông. Nhưng mà thực ra cái số đông người ta có biết về chuyện chuyên môn của anh ta đâu mà đánh giá. Cho nên lần này anh đánh giá cán bộ sai, thì cái người đánh giá cũng phải chịu trách nhiệm. Thực tế cũng đặt ra yêu cầu sớm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia trên mạng điện tử về đánh giá cán bộ, trong đó kê rõ từng đầu công việc, tiến độ, sản phẩm cụ thể và lấy ý kiến đánh giá công khai của cán bộ, đảng viên và nhân dân thường xuyên. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục tình trạng cao bằng, sự can thiệp của quan hệ, hậu duệ, tiền tệ. Với cái điều kiện bây giờ, khoa học công nghệ bây giờ, rồi là trong đó đặc biệt cái cách thức này, cái khoa học của đánh giá công việc của con người đấy, nó đã thay đổi. Thì nếu mình quán triệt tinh thần của Đảng tốt và áp dụng được cái khoa học công nghệ vào, thì và một điều nữa là có tính thống nhất, mà nhất là cái tính đoàn kết của trong một cơ quan, trong một cái tổ chức Đảng từ trên xuống dưới, thì tôi cho là vẫn làm được. Có thể thấy ở đâu còn hiện tượng đánh giá sai cán bộ thì nơi đó chính là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ cơ hội thoái hóa biến chất lộng hành, nội bộ mất đoàn kết, nhiệm vụ chính trị bề trễ. Do đó cần gắn đánh giá cán bộ với đánh giá tập thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.